Trăng. Mặt trăng là vệ tinh tự nhiên duy nhất của trái đất và là vệ tinh tự nhiên lớn thứ 5 trong hệ mặt trời. Về sự hình thành, có nhiều giả thuyết khác nhau, nhưng một giả thuyết được nhiều người tán đồng nhất là cách đây khoảng 4,5 tỷ năm, một thiên thể có kích thước cỡ sao hỏa đã va chạm với trái đất. Vật chất bị bắn tung vào không gian, sau đó vật chất tụ lại tạo thành mặt trăng. Khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng hiện nay khoảng 384.400 km. 240 triệu năm trước, khi loài khủng long xuất hiện đầu tiên trên trái đất, khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất khoảng 375.200 km, gần hơn ngày nay khoảng 9.200 km, nên bây giờ trên trái đất sẽ nhìn thấy mặt trăng to hơn ngày nay. Theo tính toán, khi mới hình thành, khoảng cách giữa mặt trăng và trái đất chỉ hơn 20.000 km. Đường kính của mặt trăng là 3.474 km, bằng 27% đường kính của trái đất. Khối lượng của mặt trăng bằng khoảng 2% khối lượng của trái đất. Lực hấp dẫn trên bề mặt của mặt trăng bằng 17% lực hấp dẫn trên bề mặt của trái đất. Nếu trọng lượng của bạn là 68 kg, thì trên mặt trăng chỉ nặng khoảng 11 kg mà thôi. Chu kỳ quỹ đạo mặt trăng quay một vòng qua trái đất là 27,3 ngày. Mặt trăng có khí quyển mỏng đến nỗi hầu như không đáng kể. Bề mặt của mặt trăng có nhiều hố lớn và sâu, đó là kết quả của sự va chạm với các thiên thạch. Hố lớn nhất nằm ở cực nam, chiếm khoảng 1/4 diện tích bề mặt của mặt trăng, có độ sâu gần đủ để nhét đỉnh Everest xuống dưới. Các miệng hố đen ở vùng cực nam của mặt trăng cũng là nơi lạnh nhất trong hệ mặt trời. Nhiệt độ trung bình vào ban ngày trên mặt trăng là 107 độ C, còn vào ban đêm nhiệt độ có thể xuống âm 153 độ C. Năm 1969, Neil Armstrong và Buzz Aldrin là những người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng trong chuyến bay của tàu Apollo 11. Tại sao mặt trăng không rơi xuống đất? Tuy bị trái đất hút lấy, nhưng với tốc độ chuyển động nhanh đã khắc phục được sức hút. Vì vậy mặt trăng luôn quay quanh trái đất chứ không bay đi và cũng không bị rớt xuống. Tại sao chúng ta chỉ nhìn thấy có một bên của mặt trăng mà thôi? Từ trái đất nhìn lên mặt trăng, chúng ta luôn chỉ thấy một bên của mặt trăng, còn mặt bên kia thì không thể nhìn thấy được. Thực ra không phải là mặt trăng đứng yên hay mặt trăng chỉ hướng một mặt về phía trái đất, mà mặt trăng luôn có sự chuyển động. Thời gian mặt trăng tự quay quanh nó một vòng đúng bằng thời gian nó chuyển động một vòng quanh trái đất. Chính vì vậy mới có sự trùng hợp như trên. Lúc nào chúng ta cũng thấy mặt trăng chỉ hướng một mặt về phía trái đất. Tuy nhiên, mặt trăng quay quanh trái đất theo quỹ đạo có hình elips và trục quay cũng bị nghiêng, nên có lúc chúng ta nhìn thấy được một phần nhỏ ở mặt phía sau của mặt trăng. Trên thực tế, chúng ta có thể nhìn thấy được khoảng 59% diện tích bề mặt của mặt trăng. Hiện nay, chu kỳ tự quay của mặt trăng khớp với chu kỳ mặt trăng quay quanh trái đất, nhưng xưa kia thì lại không như vậy. Mấy tỷ năm trước, tốc độ tự quay của mặt trăng nhanh hơn bây giờ rất nhiều. Do sức hút của trái đất đã làm cho tốc độ tự quay của mặt trăng giảm dần đến mức như ngày nay. Trong tương lai, mặt trăng sẽ dần rời xa trái đất. Chu kỳ chuyển động của mặt trăng quanh trái đất sẽ dài hơn. Chu kỳ tự quay của trái đất cũng dài hơn. Trong 10.000 năm qua, mặt trăng đã đi xa trái đất 380 m. Khoảng 5 tỷ năm nữa, mặt trăng sẽ đi xa trái đất 200.000 km. Dù vậy, mặt trăng vẫn còn ở trong quỹ đạo của trái đất. Và cũng khoảng 5 tỷ năm nữa, một ngày trên trái đất sẽ dài bằng một tháng của bây giờ. Một hiện tượng xảy ra trái ngược với hiện nay, đó là một mặt của trái đất luôn hướng về phía mặt trăng, chứ mặt trăng không hướng một mặt về phía trái đất như trước nữa. Khi đó, chỉ có một nửa cầu nhìn thấy mặt trăng, còn nửa cầu còn lại sẽ không thể nhìn thấy được mặt trăng. Và những người sống ở nửa cầu bên kia của trái đất muốn nhìn thấy mặt trăng phải đi du lịch sang nửa cầu bên này thì mới có thể ngắm được ánh trăng sáng.